Chào các bạn, thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách blend màu cho video ở trong Adobe Lightroom. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái phần mềm Adobe Lightroom lên và các bạn tìm đến cái mục Import. Các bạn đưa cái video nào cần blend màu vào. Ok, tôi chọn cái MV này, cho vào import. Thì sau khi các bạn đưa vào thì nó sẽ nằm ở đây. Các bạn có thể chọn chế độ lập preview để cho nó hiển thị đầy đủ hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ xem sơ qua cái video này một tí bằng cách nhấn vào phím play. The truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. Rồi ok, tạm thời xem như vậy đi. Thì khi chúng ta xem trên video trên Lightroom thì nó sẽ không được sắc nét giống như là chúng ta xem ở trên cái trình chơi nhỉ? Nhạc hay là MV. Ok, để blend về cái màu trên Lightroom thì nó sẽ rất là khác so với blend màu cho hình ảnh. Đây tôi sẽ hướng dẫn sơ lược một tí. Đầu tiên các bạn sẽ chuyển sang về mục Quick Develop. Ở mục này thì các bạn có thể blend màu bằng cách là chọn vào cái project có sẵn. Ở cái này thì nó lợi thế một cái là khi ta có một số project màu đẹp thì chúng ta sẽ làm màu nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như tôi chọn màu hàng xẻng, cho vào OK. Đấy, thì nó sẽ tự động áp cái màu này vào. Bạn có thể xem before after. Cái này thường before after thì nó sẽ before after trên hình ảnh trên video thì nó không cho. Chúng ta chọn reset để trở về cái màu ban đầu. Đấy. Hoặc là chọn một cái màu nào đó mà các bạn thích. Tông màu nhất. Màu nâu buồn, chọn OK đi. Rồi, màu rất là OK, các bạn cho vào cái play để xem. Đấy, cái tông màu nó khá là đẹp rồi. Thì ở đây thì tôi sẽ reset về và tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn. Ở đây cái Freshman này thì nó sẽ cho chúng ta chọn chế độ là Color hoặc là Black and White. Video sẽ đưa về dạng đen trắng. White Blend thì nó sẽ cho chúng ta Auto và Custom. Về Tone Control thì nó sẽ Auto Tone. Và cái Aperture này thì nó sẽ tăng sáng hoặc là giảm sáng. Vibrancy thì nó sẽ tăng màu hoặc là giảm màu. Ok, thì đại loại như là trên cái Blend video thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Cho nên các bạn cần phải trích mẫu màu ra để các bạn blend màu trên một cái hình ảnh. Ví dụ như là blend màu trên hình ảnh này. Thì các bạn sẽ vào cái mục này và các bạn chọn vào là Capture Frame. Thì nó sẽ tự động chụp cho chúng ta một bức hình và nó sẽ đưa vào phía bên này.
Tuy nhiên thì cái Lightroom của tôi nó bị lỗi gì đó, cho nên nó không có hiển thị ra ở đây. Thì thay vào đó tôi sẽ chụp vào chụp nó một bức hình. Thì bằng cách tôi sẽ chọn Snipping Tool này. Đây, tôi chụp một cái bức hình này. Hoặc các bạn có thể bấm phím Window hoặc phím Print Screen ở trên bàn phím. Thì nó sẽ chụp cho chúng ta một cái bức hình từ cái video này. Thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các cái cách để chụp ảnh màn hình nếu như các bạn không biết. Ảnh mẫu, MV, MV demo. Rồi tôi lưu ở đây. Ok, sau khi tôi lưu xong bức hình thì tôi sẽ mở cái bức hình nó ra bằng cách cho vào import. Tiếp tục tôi sẽ đưa cái hình này vào import. Mục đích của chúng ta đưa cái bức hình này vào là chúng ta sẽ blend màu trên bức hình này, và sau đó chúng ta áp ngược là cái preset này cho cái video. Các bạn cho vào develop. Và ở đây thì chúng ta sẽ blend màu như thường. Đấy. Cho cái bức hình này và các bạn blend màu. Và có thể là tăng sáng rồi tăng contrast tương phản rồi giảm highlight shadow gì đó. Đấy. Rồi áp màu, áp đôi gì đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các video về blend màu hoặc là sử dụng một số preset có sẵn cũng được. Đây, cái màu này cũng khá là đẹp này, tuy nhiên nó hơi do tăng cái gain này đưa về không này, kéo lên một tí đi. Ok, tôi tạm thời lấy cái màu này. Và tôi muốn áp dụng cho video thì tôi sẽ vào develop, cho vào new project để chúng tôi lưu cái project này lại. Thì tôi sẽ lưu cho nó cái tên là màu MV đẹp chẳng hạn. Folder thì cho tôi chọn vào folder new. Chọn vào Caress. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ vào là cái mục library để chúng ta chọn vào cái video hồi nãy. Ở cái mục là new này. À, màu phim đẹp. Màu phim MV đẹp 01 cho vào ok. Để cho màu phim 02 này. New. Rồi sau khi như vậy xong thì tôi sẽ lưu cái bằng cách tôi sẽ vào click chuột phải chọn vào export. Cho vào export. Ở đây chúng ta sẽ lưu lại một cái thư mục mới ở ngoài desktop. Ví dụ như là video demo. Blend. Video format thì các bạn để là H264 thì nó sẽ xuất ra cái định dạng là MP4. Rồi. Như vậy xong, các bạn cho vào Xbox và đợi cho nó xử lý xong. Thì trong Lightroom thì nó cũng export file, xuất file ra cũng khá là nhanh. Đối với Photoshop thì tôi cũng blend màu được, tuy nhiên thì Photoshop nó rất là nặng.
Blend màu video trên Photoshop cũng khá là chuyên nghiệp, vì chúng ta sử dụng một cổ số bộ lọc và công cụ, chúng ta blend màu nó sẽ rất là ok. Thì những bạn nào blend màu MV hoặc là video thì các bạn nên để ý là chúng ta nên khi chúng ta quay thì chúng ta quay từng đoạn ngắn và chúng ta blend màu, sau đó chúng ta sẽ ráp hình, ráp cái video lại. Thì khi chúng ta blend màu hoặc là xử lý thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ đỡ bị nặng máy hơn. Ok. Ok, ở đây tôi sẽ mở cái video này lên để cho bạn xem sản phẩm sau khi hoàn thành. In my mind, the truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking of thinking of what to make of me and my memories. Sometimes I've been thinking of dreaming of what it could have been besides memories. 'Cause I still need you. Ok, cái tool hướng dẫn blend màu video trong Lightroom của tôi đến đây đã kết thúc. Thì những bạn nào thấy hay và hữu ích thì có thể like, subscribe, đăng ký để theo dõi các video mới nhất từ kênh Nhật Photoshop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.